Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơ mà hạt. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Zon theo yêu cầu của khá là nhiều anh em luôn. Thì đối với Zon ở mùa 23, đẹp bá sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Cũng như trang bị, bảng ngọc và phù hiệu thì mình sẽ phân tích cực kỳ là cụ thể dành cho anh em luôn nhé. Thì nếu anh em cảm thấy clip này hay, hữu ích thì đừng quên để lại cho NMH một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Cảm ơn anh em rất chỉ là nhiều. Bên cạnh đó thì anh em nào có nhu cầu cai thuê lên quân, muốn nick lên quân thì cứ nhắn tin cụ thể dành cho NMH, thông tin thì NMH để dưới phần mô tả, cực kỳ là cụ thể. Cảm ơn anh em rất chỉ là nhiều. Ở trận đấu này thì mình đổi đầu bên kia là vị trí của Violet. Ôi, pha này ra thêm đích khá là thấp máu, tốc biến chơi luôn. Ê, quất luôn một xíu máu nữa. Rồi, và cái chiến công đâu dành cho mình. Thơm anh em à. Một pha gọi là đảo gánh ra đường mịt. Ôi, Ibernetem mình cũng phải lên bảng điểm số rồi. Một pha đảo gánh ra đường mịt phạt lùng ngáy, đó là điểm hạ của Ra Tín Địch. Trận đấu này thì đối đầu với mình bên kia cũng là chất tướng khá là khó chịu. Violet cũng như ghi đủ ổi lại cướp bóp rồi. Kính thế, ui phơ lõ, ui vào trụ cấn luôn kìa. Này thì phơ lõ, này thì phơ lõ, ui. Thôi thôi bình tĩnh phơ lõ ơi. Phơ lõ mùa kính của anh em ạ. Vào trong trụ gắn màng của Zuka luôn ấy. Đầu game mà ép gặt thế không cho mình lên farm luôn. Thôi xong rồi. Thế này thì có lẽ là mình mất đam lính. Vẫn chưa giảm lên anh em ạ. Ghi đu tém đi thì vẫn đáng gọi là cánh đấy. Rồi, bây giờ thì mình lên được rồi. Khá là khó chịu. Kiểu là chằn không cho mình farm lên lên farm lính ấy. Thực sự thì với Zon thì là một chất tướng kém cỡ đồng, đòi hỏi bảo kết tốt. Đấy là cũng khá là khó chơi ấy. Đặc biệt khi lên cao thủ thì người ta đánh cũng rất chi là tốt, rất chi là ổn rồi. Biệt chăn lính rồi biệt thám mơ thời gian mua ra các kiểu. Kỹ năng thì ít nhất cũng phải gọi là chơi ổn. Nên là cũng không phải là dễ dàng gì anh em ạ. Thế trận hiện tại thì cũng đang hoa hoãn dành cho hai bên thôi. Bá dành cho hai bên. Trong những tình huống không có gì nguy hiểm cả thì anh em sử dụng chiêu hái bắn vào tướng địch thì giúp anh em tích lũy thêm đó là lượng vàng đến từ phù hiệu lên kiếm. Đấy, cứ những pha này thì anh em có thể là bắn cấu rỉa đối phương tư xá đấy, hỗ trợ tìm bên mình tư xá. Bên cạnh đó thì cũng tích thêm đó là cái lượng vàng nữa. Ở trận đấu này thì bên mình có Ibernet DSP, một chất tướng cũng khá là khỏe ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà giai đoạn về sau Ibernet mới khỏe, đầu trận thì chưa phải là khỏe lắm. Vẫn mức ổn, vẫn chơi được, vẫn chơi tốt. Nhưng mà giai đoạn về sau thì Ibernet sẽ cực kỳ là trâu bò luôn. Giai đoạn về sau nếu mà Ibernet thì có lẽ là sợ Zon với hai gia tế thôi. Còn lại các vị tướng xa thủ khác thì Ibernet cũng không sợ cho lắm. Zon thì đầu trận, một chất tướng anh em nên nhớ nhá, Zon là đầu trận yếu. Đối với Zon anh em cần pháp, ít nhất cũng phải có 3 đô kìa, anh em mới chơi tốt được. Còn đầu trận thì anh em cứ thủ dành cho mình trước đã. Wonder Woman của team bên mình thì cũng hơi hổ báo một xíu. Và lên bảng điểm số rồi. Mình thì vẫn đáng gọi là ốm trù thôi anh em ạ. Với chất tướng Zon thì đòi hỏi bảo kết tốt và giữ vị trí tốt. Nếu mà chỉ cần sơ suất một xíu là chắc chắn là dễ lên bảng điểm số liền. Trận đấu này thì đặc biệt là mình sờ vị trí của Ra tính bên đi cách Ra mà nó khép góc.
Nó bắt mình một phát là thôi xong, ôi rồi luôn, lên bảng điểm số liền. Ibanete mình thì vẫn đang gọi là núp trong bụi, kiểm soát tầm nhìn, vậy là cũng ổn rồi. Về chiêu thức của vị tướng giòn thì cũng khá là đơn giản. Chiêu thứ nhất thì tên nổ, anh em bắn vào vùng chỉ định, chúng tướng địch thì sẽ làm chậm 25% tốc độ di chuyển của tướng địch. Bên cạnh đó thì sẽ bắn ra nội tài vô tần tên. Chiêu thức thứ hai anh em bắn ra một đó là cái tên thân, bắn ra gọi là tên thân như thế này, rồi sau đó thì cùng kích hoạt nội tài vô tần tên dành cho vị trí của giòn. Còn chiêu cuối thì anh em bắn ra mưa tên rồi cùng kích hoạt nội tài vô tần tên của giòn. Thì nội tài vô tần tên của giòn thì sẽ bắn theo phần trăm máu, nên là trì tánh rất chi là thấm luôn anh em ạ. Vào cuối trận thì giòn sẽ cực kỳ là khỏe. Vô tần tức là nhiều tên bắn ra. Giòn thì khả năng gọi là dọn dẹp của lính, khả năng ăn mục tiêu và trong con bắt tổng cực kỳ là khỏe. Quan trọng là có được bắn hay không thôi, có được xả được thương hay không thôi, thì đó là một vấn đề. Nội tài của giòn thì cũng khá là đơn giản. Sau 4 phát bắn thương thì phát thứ 5 cùng kích hoạt nội tài vô tần tế. Đơn giản là như vậy thôi anh em ạ. Và mình thấy là bộ trang phục giòn long thần xoáy này thì mình nghĩ khá là đẹp nhưng mà giá khá là rẻ này. Anh em nào muốn nick có giòn long thần xoáy này thì cũng chỉ gọi là vài 300 thôi là có nick cực kỳ là đẹp rồi, có đó là long thần xoáy rồi. Nên anh em có nhu cầu mua nick thì cứ inbox dành cho mình nhé. Nói chung bộ long thần xoáy này nếu anh em mua thì mất đó là 500 quân húy. Uầy, phần này Violet tem địch tốc biến lên bản mình luôn anh em ạ. Kịch liệu mình chống trù luôn, tem địch đông quá. Nhưng một phá chiêu cuối đẹp đến từ vị trí của Ibanez tem bên mình này, dừng người cấy khá là đẹp. Ít ghi của tem bên mình thì thả chiếu cũng tốt. Trận đấu thì vẫn đang khá là căng, ăn miếng trả miếng. Tất nhiên thì lời thì tính bên địch hơn xíu. Rồi phần này liệu có kết liệu được hay không? Tưởng là kết liệu ai dây là hạ gục được, đó là vị trí của Richter team bên địch. Nhưng mà mít tém mình thì cũng phải lên bảng điểm số. Mình thì có lẽ là cần phá một xíu nữa anh em ạ. Có thêm đó là một món đô nữa khi đó mới bắn hiệu quả được. Càng về sau thì gión càng khỏe thôi, khi mà gión đủ 4 món đô chính. Đó là song đao bảo táp, đó là thánh kiếm, đó là diệt thân cúng và cảnh nánh, thì thực sự khi đó cái ngược sức mạnh của gión tém đi không lường trước được ấy. Kiểu là một sấy của gión kể cả các vị tướng tánh cơ trâu bò nhất cũng gọi là khiếp sợ. Chứ đừng có nói những vị tướng máu giấy nhá, máu giấy thì một sấy là bay mau luôn ấy. Tất nhiên thì gión là một chất tướng có những điểm yếu, đó là thứ nhất đó là kém cơ động, và thứ hai là máu giấy. Nên là anh em chắc chắn thì hết sức cẩn thận, không giữ được vị trí phạt là tém địch rất chiến rất dễ bắt. Vì thế gión thực sự nó rất cần những FP bảo kế chuẩn chỉ. Ibanez thì cũng không phải là chất tướng bảo kế chuẩn chỉ cho lắm. Cầm gión thích nhất đó là gặp ví dụ như Thến này, hoặc đó là ví dụ như các chất tướng bị Arum khống chế chẳng hạn ấy, sẽ cực kỳ là thích kiểu bảo kế cứng. Đối phương lao vào phạt là có thể đẩy ra rồi bảo kế cứng. Rồi pha này thì Flor Temdick đang mua các kiểu sử dụng chiêu cuối. Ủa, ăn được màn của FP Temen mình, nhưng mình cũng ăn được cái màn chấm dứt của Flor Temdick rồi. Chơi Flor đó chính là hổ báo nhá. Đúng chuẩn đó là Flor tính hệ thống thao ẻ anh em ạ. Mua thôi rồi luôn. Tất nhiên thì vị trí của người cây tính bên mình đứng yên một chỗ thì Flor cũng dễ mua hơn nữa. Nhưng mà Flor rất chính là hổ báo luôn. Bây giờ Temen đã phải lên bảng điểm số 2 người. Ôi 3 người lên bảng điểm số. Ôi pha này bắn được này. Rồi tốc biển chơi luôn này, chạy đấu có đô rồi anh em ạ. Double kill dành cho mình rồi. Và này sẽ lấy luôn cái trụ này, dịch tớ băng vào đúng không? Này thì dịch tớ này không kịp lùi về nữa này. Triple kill. Khỏe rồi anh em ạ. Giòn bắt đầu xoay tốt đây. Nói chung chơi giòn thì khi có đô phạt thì anh em cũng có thể liều lĩnh được, kiểu là tốc biển lên chơi, hoặc là anh em có thể đó là tự tin mất sấy. Tất nhiên thì trận đấu này thì mình chủ yếu là vị trí của Ra thôi, còn ví dụ như Richter thì có lẽ là mình cũng không sợ cho lắm, bởi vì Richter để vào sọc đám được gión cùng không phải là dễ, mà
gió ở giai đoạn cuối game đám nó ảo lắm anh em ạ. Chơi gió cho dù đó là mất ba đường lính siêu cấp vẫn lật kèo là chuyện bình thường. Mình thì có rất là nhiều clip lật kèo đối với gió rồi, mất ba đường lật kèo dễ dàng. Về phần trang bị dành cho Zon thì sẽ lên cái lối trang bị mình lúc nãy phân tích đó. Đầu tiên thì sẽ dạy du mục tăng tốc đánh nè, tiếp đến thì sẽ lên hai món đồ chỉ mang thành kiếm và sóng đao bảo táp. Món đồ thứ tư thì sẽ lên một món đồ xuyên giáp là diệt thân cúng. Món đồ thứ năm sẽ lên dành cho Zon là cây nánh, cộng thêm lượng cấu vật lý khổng lồ, máu đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Bây giờ anh em thấy thì mình lên được là diệt thân cung xuyên giáp rồi. Bây giờ cái lượng đám của mình cũng rất là tốt rồi. Lượng đám của mình bắn vào những vị tướng tánh cơ trâu bò cũng rất là đau rồi nhá. Ví dụ gặp phơ lo lên tánh thì bây giờ đó là mình xả sát thương cũng ổn rồi. Phù hiệu thì mình đã phân tích dành cho anh em rồi. Đó là mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu luyện kiếm để tích lũy cái lượng vàng tốt hơn. Bây giờ mình có gọi là gần 500 vàng tích lũy từ vị trí của phù hiệu luyện kiếm. Cách chơi Zon thì cũng khá là đơn giản thôi. Anh em chủ yếu là sử dụng chiêu thức để có thể đó là kích hoạt nội tài vô tần tến. Và chiêu 2 thì anh em nên giữ dành cho mình nhá. Chiêu 2 khi đối phương áp sát thì anh em có thể sử dụng chiêu 2 để đẩy lui đối phương ra. Một cái phép bảo kế dành cho vị trí của Zon. Nghĩa là chiêu 2 thì lúc đó là cẩn thận thì anh em đừng có sử dụng. Lúc giao tranh anh em đừng có sử dụng bừa bãi. Mà giữ chiêu 2 để như một phép bảo kế dành cho vị trí của Zon. Đó là những điểm anh em cần lưu ý đối với vị trí của Zon thôi. Toàn chơi chất tướng này quan trọng nhất là anh em làm sao đó là giữ vị trí để được bắn thôi. Còn lại thì không phải là vấn đề dành cho Zon. Về sát thương thì bây giờ quá là nhiều rồi. Tầm này một sấy của mình có thể lấy đi khoảng đó là nửa lượng máu kể cả các vị tướng trâu bò là chuyện bình thường. Tất nhiên đám to là phải được bắn, còn đám to mà không được bắn thì cũng là vô nghĩa. Nên là mình luôn luôn nhắc với anh em rằng Zon rất cần bảo kê tốt, rất cần đó là giữ vị trí để được xả sát thương. Ít ghi tem mình thì bảo đó là rừng cẩn thận xíu. Trận đấu này thì rừng tem mình chơi cũng khá là hổ báo và chết thì cũng hơi nhiều rồi. Không nắm dành cho rừng tìm bên mình nhưng không sao cả anh em ạ. Chất tử của đầu của mình thì hỗ trợ tím tốt mà nên là không phải là vấn đề. Và này đi được xả sát thương này, Richter còn xỉu máu này. Richter lên bảng điểm số rồi, này thì phơ ló này. Rồi pha này túc biển chơi luôn phơ ló nhá. Trong bùi đúng không, này thì phơ ló này. Những pha đó thì không ngại ngân gì mà túc biển cả. Bởi vì một củ sấy nội tài vô tần tến của mình, với gọi là chỉ cần khoảng 1/3 lượng máu của phơ ló như vậy thì chắc chắn là lên bảng điểm số. Nên là từ tín anh em ạ, từ tín. Gọi là khóe cái sức mạnh của Zon thôi. Tầm này thì chỉ cần một điểm tựa thôi, một điểm tựa là Zon bắn cả thế giới. Về bảng học dành cho Zon thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sở thương chỉ mang, ngọc tím 7 viên tóc đánh tóc chày, 3 viên hút máu, và ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Với Zon thì anh em cứ tích gọi là 4 điểm dành cho mình. Phát thứ 5 thì sẽ kích hoạt nội tài vô tần tến. Bây giờ sẽ lấy luôn cái trụ này nhá. Dương tém minh chát lâu lắm rồi mới được. Kiểu là mới được gọi là tím gánh ấy. Rồi pha này một em lên bảng điểm số này, huyền thoại dành cho mình. Hai em lên bảng điểm số này, sấy luôn này, cháy đâu có một xíu máu kia. Hay quá dù cá ơi. Ba em lên bảng điểm số nhưng mà chưa có thể lính. Đấy, chỉ cần bảo kế thôi là quá tuyệt vời anh em ạ. Bảo kế là sấy. Tìm bên binh á đế hay vơ cơ lơ Wonder Woman ra sấy luôn. Sấy chứ lấy. Anh em thấy thì đứng đi góc này thì sấy cực kỳ là thích luôn. Và chắc chắn thì bây giờ lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Chứ nói thì chứ cũng không thể chủ quan được anh em ạ. Chất tưởng tem đi cuối trận rất là khỏe luôn. Thế là mình sẽ bắn trụ chứ không bắn người nhé. Bắn trụ. Và trận đấu kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.